Ngày 22 tháng 6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Mai xuất nhập khẩu Đức Thành 2 tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Mai xuất nhập khẩu Đức Thành 2, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên. Với tình huống giả định do bất cẩn khi sử dụng nguồn nhiệt phát sinh gây ra cháy tại khu vực nhà xe căng tin, chất cháy chủ yếu thùng các tông, vải, sợi, nguyên liệu và thành phẩm, các thiết bị máy móc, dây dẫn điện, vân vân. Khi phát hiện cháy, các nhân viên công ty lập tức triển khai phương án chữa cháy ban đầu, đồng thời điện báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Nhận được tin báo cháy của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mai xuất nhập khẩu Đức Thành 2, phường Mỹ Thới, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã huy động 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe thang, 1 xe chỉ huy cùng 30 cán bộ chiến sĩ đến đám cháy, đồng thời báo cho các lực lượng liên quan đến hỗ trợ tiến hành triển khai phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, dập tắt đám cháy. Qua thực tập nhằm đánh giá khả năng tác chiến giữa các lực lượng chuyên nghiệp và cơ sở để kịp thời ứng phó khi có sự cố cháy nổ xảy ra, đồng thời nâng cao ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy của các cơ sở, doanh nghiệp, công ty trên địa bàn thành phố Long Xuyên.